Cảm ơn các bạn. Tới với bài học tiếp theo chúng ta, số thứ tự ordinal numbers. Rồi, cách sử dụng ordinal number là để mình nói tới ngày, ngày trong tháng, lần thứ mấy, thứ tự của một vật gì đó. Rồi tiếp theo, ba số đầu tiên, số thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì mình đọc như thế nào? Số thứ nhất là first, thứ nhất, đứng nhất, lần thứ nhất, second, đứng thứ hai, lần thứ hai, second, third, lần thứ ba, đứng thứ ba, ngày thứ ba trong tuần, ngày thứ ba trong tháng, thì mình sử dụng nào, lấy hai chữ cuối cùng đặt vào cái số đó, thì ba số có ba chữ khác nhau, mỗi chữ khác nhau. First thì dùng hai chữ, second, third, third. Rồi, ví dụ mình có I will be the first one to attend college. Tôi sẽ là người đầu tiên được đi học đại học. Tôi sẽ là người đầu tiên đi học đại học. Tiếp theo, she just bought her second house. Cô ta mới mua căn nhà thứ hai của mình. Căn nhà thứ hai của mình. Ba, we won the third place in robotic competition. Chúng ta đạt giải thứ ba trong cuộc thi robot. Rồi, mình đã nói ba ngày đầu tiên, còn những ngày còn lại thì sao? Ngày còn lại thì mình thêm chữ thơ vào đằng sau, ví dụ ta nói fourth, thêm chữ thơ vào đằng sau, mình đọc chữ thơ này á, le lưỡi ra, để cái lưỡi giữa hai cái răng ha, mình le lưỡi ra một tí, mình cho gió nó ra, xong rồi mình giật cái lưỡi luôn, fourth, fourth, fifth, six, seven, eight, nine. Cái chữ nine này hơi đặc biệt một tí, mình bỏ chữ y đi. Nay số đếm thì mình có chữ y trong đây, nhưng mà số thứ tự thì mình bỏ chữ y và thêm chữ thờ vào đằng sau. Tiếp theo, chữ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. Các bạn sẽ thấy những người bản xứ đôi khi họ sẽ hỏi những câu hỏi như thế này: What day is today? What day is today? Mình có thể trả lời ngày thứ năm, thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm ha. Nhưng mà ngày trong tuần á, thì mình có chữ ngày trong tuần. Còn nếu nếu hỏi tháng á, thì mình trả lời sao? Today is the fourth. Today is the ninth. Today is the twelfth. Twelfth. Có khi các bạn cũng có thể nghe người ta hỏi như thế này: What's today? Mình nói 17. 14. Rồi, tiếp theo. Số chục thì mình ghi như thế nào? Thường thì số chục á, trong trong tiếng Anh thì cuối cùng bằng chữ y dài, phải không? Y correct của mình á, thì mình bỏ chữ y dài này. Mình chuyển chữ y dài thành y ngắn, rồi mình thêm eth vào đằng sau, ví dụ 20th. 20th, 20th, giống chữ ít á, ít nhiều á, 20th. Chữ thờ này đọc lên lưỡi, 20th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 80th, 90th. Rồi, ví dụ mình có ví dụ 21st century, vâng, 21st century. Rồi, cách ghép ngày. Ví dụ mình nói 21st. 21st là 21. Ví dụ ta nói 21st century. Century là thế kỷ 21. Thì cái chữ thứ hai, hai mươi mấy, thì cái chữ đó là theo cái thứ tự. Còn cái chữ 20 something thì mình chỉ thêm, chỉ giữ yên cái chữ này. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Mình giữ nguyên chữ 80, 90.
mình chỉ thêm thay đổi cái này thôi. 91st, 21st, right, tiếp theo ví dụ 22nd, 22nd, 22nd. Đó, các bạn để ý mình có cái chữ đặc biệt của ba số đầu tiên. 23rd, cái này thiếu nhưng mà các bạn có thể thấy ở đây chữ RD nó sẽ nằm ở đây. 23rd. Right, 24th. Thì sau ba cái số này thì mình chỉ thêm chữ th vào đằng sau thôi. Đó. 25th, 26th, 27th, 48th, 49th, 79th. Rồi bắt đầu mình thực tập. Thực tập, ví dụ mình có câu I have two brothers. Two nè, các bạn để ý, two là số đếm ha. Mà danh từ của số đếm là mình thêm chữ S nếu mà số nhiều ha. Còn đây á, the cái gì, brothers, his call Terence, người anh gì thứ hai là hay là người anh hai là Terence hay là người anh thứ hai không, thứ hai là câu trả lời đúng. The second brother is called Terence. Tiếp theo mình có câu I live at Mary Maynard Drive. Tôi sống tại đường số mấy là số đếm, số thứ tự đúng không bác? Câu thứ tự thì đây, 22nd Maynard Drive là câu đúng. Thay vì mình đem cái này là sai. Trong trường hợp này, câu này đúng. Rồi, tiếp theo. Margaret was the one to arrive, hay là the first to arrive. Rồi, the first nghe đúng hơn ha. Margaret là người đầu tiên. Đây đây. I like potato, please. I like cái gì? Potato. Third potatoes hay là three potatoes? Đó, thì các bạn để ý. Potatoes, danh từ thêm s như trên này. Đó. Danh từ thêm s thì mình thì dùng số đếm third. À, three là đúng. I like three potatoes, please. Làm vâng cho tôi ba cái khoai tây. Right. I was born on tí, cái đây là tháng này, December là tháng 12. Cái chữ mà dùng để số mà dùng để mà đếm ngày thì là số đếm 31st. I was born on the 31st. Mình không nói 31, mình nói 31st. Rồi tiếp theo. I would like to have dinner. Tôi muốn ăn tối. But let's go to the cinema. Cinema. Nhưng mà thôi đi coi rạp chiếu phim đi, cine đi, đi coi cine trước đây. Trước đi ha, trước là thứ tự. Trước là first. First là câu trả lời đúng. Let's go to the cinema first. Không phải one, first. Đó, tiếp theo. There are cái gì? Students in the classroom who speak Spanish. There are five hay là there are fifth. Rồi, nhìn cái danh từ đằng sau. Danh từ số nhiều hay số ít? Số nhiều thì mình dùng số đếm five. There are five students in the classroom who speak Spanish. Có 5 người học sinh ở trong lớp nói tiếng Bồ Đào Nha. President is married to the one lady hay là the first lady. The này, các bạn để ý cái the này thì mình là số đếm first, số thứ tự nhé, số thứ tự first. Đó, thì có chữ the là mình dùng chữ thứ tự với lại danh từ số ít ha, danh từ số ít có chữ the nữa mình dùng số thứ tự. Rồi. My TV has cái channels 35 hay là 35th. Đó, nhìn lại cái danh từ số nhiều hay số ít. Số nhiều thì sử dụng số đếm 35 channels. Đó, giờ các bạn coi lại rồi cách mà để nhớ dễ nhất là mình sử dụng nó, viết nó xuống.
ghi cho mình, tự làm ví dụ cho mình. À, chúc các bác thành công.